Vâng, xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Hôm nay thì mình cũng tiếp tục nói về cái câu chuyện chị em nhà con Vi ha cô chú ha. Bây giờ con nói cô chú nghe nè, con Vi thấy không, tới cái giai đoạn này mà nó vẫn còn binh vực cho ông Phi. Nó nói ông Phi có ngày nào cũng đi thu mua chứ cô chú tin không. Con nói cô chú ha, hồi cách đây một tháng trước đó là nó đi chỉ có hai lần thôi, tới bây giờ thôi đó, tới bây giờ làm gì nó có chuyện mà nó đi thu mua nữa. Bây giờ nội ha, nó đi còn không vững nó, đừng nói chi mà nó thu mua, mà con Vi cũng không có đi lụm luôn nữa, hổng gài đó cô chú, mà nó dám nói đi mua mỗi ngày. Thấy nó gạt cộng đồng mạng không, nó gạt chi cô chú, nó gạt để cho mình thấy nó vẫn có lao động này nọ, đồ người ta tội nghiệp người ta thương người ta cho, có đi làm mà không đủ ăn thì nó thương hại người ta cho. Nhưng mà hả, nó quá coi thường khán giả rồi, nó nghĩ khán giả là hả ngu hơn nó. Tối ngày ha, nó nói cái gì là nghe cái đó, bởi vì nó lên nó kêu gọi cho nó tiền mua đất cất nhà này nọ thì lập tức có nhiều mạnh thường quân liền gọi liền cho tiền ao ao liền, bởi vì tối ngày nó trông chờ đó cô chú thấy không. Nó con cái nó cũng vậy, nó có qua nó thăm con mẹ gì đâu, nếu mà mấy cái kênh YouTube này quay từ sáng tới chiều, nếu mà con Vi có qua là nó quay giống bữa hổm, cái bữa mà nó lại nhàn khôi đó cô chú nhớ không. Nó còn hàng ngày thường nó có đi qua đâu, nó lúc trước cũng vậy, hỏi nó nói thăm mỗi ngày, thăm mỗi ngày mua đồ ăn cho con này nọ, mà nó có làm ra tiền ra bạc gì đâu mà nó mua cho thằng Khôi cô chú. Rồi bắt đầu hỏi thằng Khôi thì thằng Khôi nó không, mẹ không có qua. Mà nếu mà nó qua nó thăm mỗi ngày thì thằng Khôi nó gặp nó rủ đi Bạc Liêu ngày mai cô chú, phải không? Nó đâu có phải mà phải điện thoại phải nhờ người này người nọ điện đưa lên trên mạng xã hội rồi làm trò cười cho thiên hạ đâu. Đó, như cái câu chuyện này ha, đáng lý ra nó dừng ở mức độ hai mẹ con gọi điện thoại nhau nói chuyện thôi, thì đâu có lùm xùm, đâu có bị chúng nó chửi. Gọi điện thoại mà cũng đưa qua kênh YouTube đăng lên, rồi á đầu ha, con Vi nó trả lời để ha, coi cha con đi không, cha đi mẹ mới đi, cha không đi thì mẹ không đi đâu. Thằng này thì nó không cho ông Phi đi, thì nó lập tức là nó trả lời nó không đi, vì không có ông Phi đi không vui, không có ông Phi đi nó ói, đi biển tắm biển này nọ đồ là nó không có tắm được. Rút cuộc mấy cái kênh YouTube này ha, là đâu có lợi đâu, làm đâu lợi con này. Rút cuộc cũng chiều cho thằng Phi nó đi, thì nó lại đi, nó đi mà nó hớn hở nó đi này nọ, có chồng mới vui, có con ha cũng không vui bằng chồng đâu này nọ đó cô chú nghe nó nói mà thấy ghét không. Vì mẹ kỳ cục gì nó, bây giờ nè cái giờ này nè nó ngồi đây nè cô chú, là cô chú biết sao nó ngồi để đợi tiền của mạnh thường quân gửi về đó, tại vì người ta hứa cho nó 2 triệu để cho nó đi chơi, nó đi Bạc Liêu với con đó cô chú, cho nên nó trông chờ. Nó ngồi đó cái mặt nó xù xụ đó, gọi đầu không có chuyện gì, nói mấy thằng này nó phỏng vấn nói bậy bạ, nói thằng Phi lấy tiền cho gái rồi thằng Phi có bồ này nọ, rồi bắt đầu lôi chuyện gia đình ra nói cho chúng nó chửi nữa. Cũng cái miệng không đó cô chú thấy không, cái miệng mà kiện cái thân, rồi cũng như cái chuyện mà quá khứ của nó đi, nó không phanh khui cái ai biết. Tới bây giờ cái đậu lấy tầm bậy tầm bạ ăn ở hai thằng cùng lúc, rồi có bầu rồi đẻ gần thôi, không biết thằng nào cha luôn. Thấy còn đàn bà gì mà có nết thì ghê không cô chú. Có một số người nói gì nè cô chú, xem đi thì xem á là phải bình luận là có văn hóa tí, tại vì gia đình của họ thì kệ họ, mỗi người có hoàn cảnh gợi đầu ha, tình cảm của họ dành cho nhau là thật. Con nói với cô chú nghe gì nè, đúng là mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh đó, nhưng mà cái loại đàn bà này ha, bỏ con theo trai xã hội không chấp nhận được. Bây giờ đi, nếu mà gia đình của họ kệ họ thì họ đừng có đưa lên trên cộng đồng mạng, thì họ sẽ không có bị cộng đồng mạng người ta lên án, phải không cô chú. Bây giờ đi, cái chuyện này là đừng có đưa lên trên mạng, ở nhà đó ăn ở bày đàn rồi cũng có ai biết, như thằng Thảo với thằng Phi với con Huy ăn ở bày đàn, hai thằng cùng thằng cùng một cái con đàn bà, hai thằng chụm vô lỗ đó cô chú coi đi, ai biết. Cũng các kênh YouTube đưa lên thì cũng nhờ cái mạng xã hội, nhờ cái cộng đồng mạng này nè, nó bình luận nè, rồi có người khen, có người chê, có người đồng cảm, có người cho tiền, thì có người chửi, có người lên án, thì chuyện bình thường dùng mạng xã hội mà, phải không cô chú. Tình cảm thật, con nói với cô chú, thật hay không thật thì cô chú biết, và khán giả xem thì người ta tự người ta cảm nhận là người ta biết có thật hay không thật. Thì không có ai phủ nhận là cái con này nó không thương thằng Phi thật lòng, mà ở đây mình nói là nó mê trai, nó thương thằng Phi đó, nó mê trai, nó bỏ con đó, là mình đang lên án là cái người mẹ vô tâm quá, con cái đẻ ra gửi cho bà Sơ bà Phước nuôi không. Thằng Khôi mới đem ra về, đáng lý ra ở cạnh thằng Khôi để bù đắp mà không, chạy theo cái thằng nát rượu, rồi hai đứa con của thằng Thảo,
một đứa thì bán mất tiêu là ba đứa đó, hai đứa con của thằng Thảo làm sao đó, có nuôi nắng không, có nhắc nhở không, chỉ cần nhắc đến con thôi, hoặc là một tháng hai tháng này nọ vậy đó đi thăm con thôi cũng đủ rồi, phải không cô chú? Con này đó. Còn cái này ha, có bao giờ nó nghĩ đến con ở đâu, đi đâu cũng lôi thằng Phi, có anh Phi này nọ mới chịu đi chung. À, giờ con hỏi cô chú nè, nó làm sao kệ được ha, cái câu chuyện gia đình của nó là kệ, nếu kệ thì đừng có đưa lên mạng xã hội. Con tình cảm đâu có ai, đâu có ai mà nói là không thật đâu. Thằng Phi thì không thật đó, con nói thằng Phi chỉ cần là gụ vô miệng nó thôi. À, chứ con nói ha, nếu mà thằng Phi mà nó thương cái con này thì không bao giờ nó cho thằng Thảo ôm hung hết ngủ chung. Trời ơi, nó còn kêu nữa mà, nó kêu cho ổng hung cái đi, bữa hổm thằng Thảo qua, Thảo đòi hung con Vi miếng coi. Đó, cái đầu thằng Phi nó kêu cho ổng hung cái đi. Đó, rồi tối làm sao, con Quy nó lên ở trên gác á, đầu thằng Phi nó bò lên, rồi thằng Phi xuống, tới thằng Thảo thay phiên nhau, vậy là sao? À, giờ cô chú thử nghĩ thôi đi. Nó mà nó sống bầy đàn như vậy mà mình không lên án, mà còn binh vực cổ xí. Con nói cô chú á, giải trí cái gì? À, nói chung là mình xem cho vui này nọ thôi, mình tò mò thì mình xem vậy thôi, còn á, cái tính chất giải trí thì nó không có. Tại vì cô chú biết sao? Không có ai mà đi xem cái truyền hình giải trí mà nó lan tỏa một người phụ nữ không có đàng hoàng, ăn ở bày đàn làm biến nhớt thay, mê trai bỏ con bỏ gia đình bỏ nhà bỏ cửa chạy theo ra ngoài nhà trọ mướn ở rồi quay lên nữa. Bây giờ cô chú nghĩ thử nữa đi, tại sao mà có những kênh nó chuyên là đi bắt làm thằng này là có bồ ra mướn nhà trọ bị đánh ghen đánh này đánh nọ đồ, rồi có người thì bỏ con bỏ chồng cũng chạy theo tình nhân thuê nhà trọ, tại sao bị bắt ghen rồi đưa lên, mà tại sao con Vi cái này có cái gì tự hào không mà đưa lên đó, người ta cảm thấy xấu hổ, người ta còn nhục nữa kìa, người ta không cho quay lên nữa kìa, còn cái này nó muốn phơi bài lên. À, rõ ràng là nó đang còn chồng là thằng Thảo đi ghe biển ở nhà, nó dắt thằng Phi về, đáng lý ra là người ta giấu ẹm, còn này không đưa lên, một vợ hai chồng sống chung với nhau rồi như vậy đó, rồi thậm chí là thuê nhà ra ở chung với thằng Phi luôn, rồi quay mỗi ngày rồi nói là chồng vợ chồng vợ gì đây, không có đúng là chồng vợ, con nói thật. Nói chung là cái câu chuyện nhà nó không ai thích xen vào đâu cô chú, mà tại vì nó đưa lên trên cái mạng xã hội thì ai cũng có phán. À, nó cũng nhờ cái mạng xã hội này mà nó có nhà cao cửa rộng thì đương nhiên thì nó phải chịu những cái lời cháy chiều lại thôi. Lúc cất nhà cũng vậy cô chú thấy không, nó bỏ bê thằng Khôi, bỏ đói luôn, không có tiền luôn. Cái Mạnh Thường Quân thấy vậy cho ông Hải Thợ Hồ đó, nó gửi tiền qua cho thằng Khôi là gửi cho ông Hải Thợ Hồ đó, nó nghe thằng Khôi có tiền 500.000 về, cái đầu nó về đó, nó mua đồ ăn cho thằng Khôi, thật ra nó về để lấy tiền. À, để nó nuôi thằng nát rượu, một ngày nó phải cung phụng cho thằng kia đâu có dưới 100-200 ngàn ngày, hai đứa nó ăn không ngồi rồi quán xá xuyên suốt tối ngày như vậy đó, rồi diễn không trông chờ vào đồng tiền của Mạnh Thường Quân không. Lúc đó ha, nó cũng vậy, nó cũng đi theo thằng kia, thậm chí lúc mà ở chung nhà cũng vậy cô chú đó, nó đi ban đêm ban hôm đi mướn nhà trọ ở tới sáng hết trơn, bỏ thằng Khôi ở nhà. Thì cô chú coi thử đi, có người mẹ nào có một miếng nít na gì không, có miếng lương tâm gì không mà phải đặt ở đặt thương con lo cho con, có con phải lo cho con thôi, mua đồ ăn cho con thôi, này nọ không phải gì đâu. Người mẹ người ta quan tâm con kìa, không cần mua đồ ăn đồ uống gì đâu cô chú, con nói thật, ở cạnh kề con thôi. Còn này thằng Khôi nó thiếu thốn tình cha lẫn mẹ, nó muốn mẹ nó về ở với nó, nhưng mà con này nó mê cha, nó chạy theo thằng nát rượu kia. Con nói thằng Phi ha, nó ở ngoài nó cũng chửi con này dữ lắm, mà các kênh YouTube đó cũng nghe phong phanh và nghe được ở ngoài đó, cô chú mới hỏi nó thì nó cũng bao che cho thằng Phi đó cô chú thầm. Thấy nó mê trai không, nó binh vực Phi hiền, Phi này, Phi nọ, Phi không có chửi em, nó chửi cha mắng mẹ, mày không mày cũng đâu có khui, mày mê nó mày bao che cho nó, mày sợ cộng đồng mạng ghét nó không cho tiền, nó đặng mày đói, mày cũng lợi dụng thằng Phi, chứ cũng không có tốt lành gì đâu cô chú, con nói thiệt. Trời ơi, thằng Phi nó không có hiền đâu à. À, tại vì nó diễn trên mạng nó hiền thôi, ở ngoài không có hiền đâu cô chú. Con Vi này nó sống cô chú ha, là đạo đức giả dữ lắm. Ai cho tiền nó dạ dạ con cảm ơn cô, dạ dạ con cảm ơn chú, rồi xong cái người ta điện người ta chửi nó, cái nó
con có làm gì đâu mà chửi con này nọ là xúc phạm con, nghe không được chị nghe. Rồi nó tắt, nó quay qua, nó còn còn kể lại cái thành tích của nó mới chửi khán giả cho các kênh YouTube nghe nữa cô chú. Nó nói cô chú thấy nó giả tạo dữ dằn, sống mà nó không biết quan tâm lo lắng gì cho con nó chưa cô chú. Con nó heo, con nói heo cô chú ha. Mười mốt có hư đi nữa nó cũng không có quyền gì la gầy được chứ, tại vì bà có dạy tôi đâu mà bà la gầy tôi. Giờ bà đặt tụ tập bồ bịch này nọ ghen tuông đồ mà diễn trò hề nó cho ai coi, không ai tin đâu chứ con nói thiệt. Thằng Phi mà ai mà dòm ngó nó, chẳng qua người ta thấy tò mò sao thằng này ở dơ quá trời, ủa sao mà đi ngang ai đó mà sao mà hôi thối bốc mùi quá thì người ta nhìn vậy thôi, người ta để ý vậy thôi. Dòng nó nổi tiếng trên mạng xã hội mà ăn ở bầy đàn như vậy mà ai mà không nhìn, người ta tò mò thì người ta nhìn thôi. Thì nói người ta có bồ có bịch, liếc mắt đưa tình, trời ơi hai đứa nhìn nhau tức chào máu họng luôn vậy đó. Có con này nè đâu đến với nhau được, nhỏ này ngăn cản đó. Mê cha vậy thấy sợ, nghĩ làm sao, nghĩ làm sao mà ghen Phi trời ơi. Rồi hả, đổ thừa vu oan vu khống cho người ta, nó có thật vu oan vu khống cho người ta ha, đậu ha, ăn cắp tiền đó mà nó nói rồi, bữa hổm nói rồi là ha, là tiền ha, là mất trước khi Thảo lợi vậy mà bữa nay nó mới nhắc nữa nè. Nó nói bữa đó có ông Thảo với ông Phi ở nhà không mà, nhưng mà không biết ai lấy này nọ vậy đó, nó nghi vậy thôi, nó nghi ông Phi lấy tiền cho nhỏ bán giấy số vậy thôi. Trời ơi trời, không bao giờ mà nó nhắc hai đứa con mà gửi chỗ bà Sơ bộ hổm về thăm nó cái tuần lễ đó cô chú, gửi trong hả cho bà Sơ bà nuôi vậy đó, không bao giờ nhắc tới. Con nói thật, nói chung ha là hả, sắp tới nữa nè, mười mốt mà đẻ nữa đi, con nói cái con này nè, để nó giữ chân thằng Phi giá nào nó cũng để cho có bầu rồi ha, để nó giữ chân này nó sợ này có bầu rồi ha, đẻ ra rồi ha, khổ sở không nuôi nổi, bắt đầu gửi cho bà Phước nữa. Thiệt bà Phước sắp sửa nè cô chú, thiệt á, nhận thêm đứa con của con này nữa nè đó, gán đi bà Phước ơi, năm sau nữa nó sẽ gửi một cục nữa. Ở trên cộng đồng mạng hay sáng là thấy vợ chồng nó sửa sạn chuẩn bị đi lại quán bà Bảy ngồi rồi, vậy mà nói vợ chồng em ngày nào cũng mua dây chai hết, mua cho quán bà Bảy hay sao, mua chỗ quán bà Bảy rồi ngồi đó ăn sáng uống cà phê luôn rồi lỗ vốn luôn đó, rồi xong á lại chùa cái chắc mua ba cái chai mũ hoặc là xin cái chai mũ của công liệt mà trong chùa đó cô chú, nó gọi vậy đó cho các kênh YouTube quay rồi xong rồi về nhà đó có được một vài trăm ngàn, bởi vì diễn bất chấp đó. Còn Phi hôm nay xe hư rồi nữa nghe cô chú nha, đó bắt đầu đi Mạnh Thường Quân gửi tiền về mua thắt cho tụi nó chạy đi đó, không thôi mua xe bốn bánh cho nó đi. Nó bắt đầu lại lên màu chài thêm cái này cái nọ, chiêu trò mỗi ngày, cô chú yên tâm đi. Những thước phim đưa lên không có đúng sự thật nha cô chú nha. Con nói cô chú á, nó đóng phim ăn mài màu chài càng ngày càng lộ rõ nha cô chú, thấy không đó, nhưng mà tiền cho là thật nha cô chú nha, phim là giả tiền là thật đó, thì cho nên cô chú cứ cân nhắc lại, không phải mình cho những cái loại người này là tốt rồi cô chú, mà cho là tạo nghiệp đó. Nó ăn mài bây giờ là nó là thuộc cái dạng là chuyên ăn mài mạng luôn đó. Không làm gì hết, sáng sớm là đi diễn đi ăn mài rồi ngày nào cũng vậy, diễn vậy thôi, không làm gì hết. Dạ thôi, cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.